Chào tất cả các bạn, giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy làm kem tươi. Chúng tôi chuyên bán máy làm kem tươi tại Thanh Hóa. Đây là mẫu máy làm kem tươi nhá. Ba vòi. Khoang. Đấy, một vòi ở đây và một vòi ở đây. Mà vòi giữa là nó trộn hai màu nhá. Đối với cái công suất máy hiện tại nó là đang là 2000W nhá, 2000W, công suất 2000W này. Một tiếng nó đạt được khoảng tầm 25 lít kem trên giờ nhá. Đây. Ok chưa? Đấy, điện 220V. Chất liệu máy toàn bộ là inox nhá. Đấy. Máy các bạn mua máy làm kem tươi xin hệ qua số điện thoại 0934468222, 0904432111, 146 Nguyễn Trãi. Đó là anh xả nhắn đi, cứ nhắn đi. Có về đó. Chạm vào cái cần. Đấy. Không biết được lấy. Rồi bỏ cho hộp ăn đi. Đấy. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Máy kem đá thành công tốt đẹp. Đấy. Đấy, sau đây là làm xả ra, đây là kem để xả, chúng ta xả ra. Đấy, đây là kêu bảng điều khiển để kem. Đấy. Cách vận hành rất là đơn giản nhá. Ra hoàn toàn quốc, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tại cơ sở trong con sông con trai với phòng sở ngoại thành hóa 93482 4442.